Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây là lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 Euro 2024 mới nhất. Vào tối ngày 1 tháng 7 và rạng sáng ngày 2 tháng 7 năm 2024 đã diễn ra hai trận đấu tại vòng 1/8 Euro 2024. Màn đại chiến giữa Pháp và Bỉ đã diễn ra vô cùng chặt chẽ và căng thẳng. Bỉ quyết tâm lùi sâu phòng ngự để hạn chế khả năng tấn công của Pháp. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn để thủng lưới bởi pha phản lưới nhà của Vertonghen ở phút 85. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Những phút cuối trận, Bỉ dồn toàn lực lên tấn công, nhưng do thời gian quá ít nên họ không thể làm gì hơn. Chung cuộc, Pháp nhọc nhằn đánh bại Bỉ với tỷ số tối thiểu 1-0 để giành quyền vào tứ kết. Ở vòng 1/8 Euro 2024, Bồ Đào Nha đã chật vật vượt qua Slovenia trên loại sức lân lưu cân não sau khi hòa không đều trong 120 phút thi đấu chính phủ. Cristiano Ronaldo suýt chút nữa trở thành tội đồ khi đã hỏng 11m ở hiệp phụ. Song rất may thủ thành Diogo Costa đã sửa sai cho CR7 trên loại sức lân lưu. Kết quả Bồ Đào Nha sút thành công cả 3 lượt, còn Slovenia hỏng cả 3. Trong đó thủ thành Costa sắm vai người hùng khi cản phá xuất sắc. Chung cuộc Bồ Đào Nha vượt qua Slovenia để giành vé vào tứ kết Euro 2024. Đối thủ của Senegal châu Âu là Pháp. Như vậy, tính tới thời điểm này, chúng ta đã xác định được 3 trận tứ kết tại vòng chung kết Euro 2024. Thứ 6 ngày 5 tháng 7 lúc 23 giờ, trận tứ kết đầu tiên sẽ được diễn ra, đó là màn đại chiến giữa Tây Ban Nha và những cỗ xe tăng Đức. 2 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2024, một màn đại chiến khác cũng được diễn ra giữa Bồ Đào Nha gặp những chú gà trống Pháp. Trận tứ kết thứ 3 diễn ra vào thứ 7 lúc 23 giờ ngày 6 tháng 7. Tam Sư Anh gặp Thụy Sĩ. Và trận tứ kết cuối cùng diễn ra vào lúc 2 giờ thứ 7 ngày 6 tháng 7. Đó là hai đội thắng trong hai trận đấu Romania gặp Hà Lan, Áo gặp Thổ Nhĩ Kỳ. 23 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2024, Romania sẽ gặp Hà Lan tại vòng 1/8 Euro 2024. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2. Không ai ngờ trận đấu này sẽ dính ra với kịch bản Romania xếp thứ nhất còn Hà Lan đứng thứ ba tại bảng đấu của mình. Hà Lan mở màn vòng bảng với trận thắng Ba Lan, nhưng sau đó lại hòa Pháp và để thua trước Áo với tỷ số 2-3. Điều đó cho thấy một phong độ thiếu ổn định của cơn lốc màu da cam. Đối thủ của Hà Lan là Romania được xếp vào bảng E cùng Bỉ, Slovakia và Ukraine. Tuy nhiên, đến người mơ mộng nhất cũng không dám nghĩ Romania xếp đầu bảng vượt qua cả Bỉ, đội bóng hạng 3 thế giới. Xét trên phong độ hai đội, có thể thấy trận đấu giữa Hà Lan và Romania vô cùng khó đoán và những kịch bản bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi nhận định Hà Lan sẽ thắng Romania với tỷ số 1-0. Vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024, trận tứ kết cuối cùng Euro 2024 được diễn ra, đội tuyển Áo gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Áo có thể trở thành một hiện tượng tài giải sau khi liên tiếp gây ấn tượng bằng những trận thắng Ba Lan và Hà Lan với sự hiệu quả tuyệt vời trên hàng công. Bây giờ họ đứng trước cơ hội lọt vào tứ kết khi chỉ phải gặp một Thổ Nhĩ Kỳ vừa tầm. Trên thực tế, sau trận mở màn thua Pháp, huấn luyện viên Janet đã thực hiện những điều chỉnh giúp Áo chơi tấn công táo bạo và thu về kết quả xuất sắc. Đây chính là vũ khí để họ sẵn sàng với màn so tài với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, để lọt vào vòng 1/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã được hưởng lợi từ việc chơi hơn người trước Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, cách mà họ lọt lưới tổng cộng 5 bàn ở vòng bảng cho thấy đây có thể là điểm yếu dễ bị Áo khai thác. Nhìn chung, Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng chơi tấn công và chính điều đó làm cho trận đấu với Áo hứa hẹn cởi mở với nhiều bàn thắng. Chúng tôi dự đoán tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Áo. Đội tuyển Đức đại chiến Tây Ban Nha phiên bản hủy diệt, tái hiện trận chung kết Euro 2008 huyền thoại. Người Anh vật vã sau màn ngược dòng cảm xúc, chạm trán trúng ngựa ô đáng gờm Thụy Sĩ kẻ đánh bại nhà vua. Hai cặp tứ kết hoành tráng của Euro 2024 đã được xác định. Với những diễn biến khó lường đằng sau đó, dù bằng bất cứ màn trình diễn nào ở vòng 1/8, cả bốn đội trên đây một khi đã bước vào vòng đấu dành cho bát đại anh hào cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ xưng bá châu của họ lại bước thêm một đoạn đầy kỳ vọng. Stuttgart ngày 5 tháng 7 năm 2024, tiếng gọi của định mệnh và lịch sử Đức và trận thư hùng với Tây Ban Nha với tính chất của trận chiến bước ngoặt cho ngai vàng câu lạc bộ. Họ trải qua vòng 1/8 của riêng mình
theo cách tương đối khác biệt. Demon Trap bước vào vòng tứ kết sau màn kịch chiến chạy ra chốc vẫy trước Đan Mạch, nơi các quyết định từ VAR đã gây ra nhiều tranh cãi lớn. Dưới cơn mưa nặng hạt, bản lĩnh của người Đức năm xưa đã phát tiết đúng lúc, đánh gục sự kiên cường của những chú lính trì và viết tiếp giấc mơ dang dở kéo dài 28 năm kể từ đêm Wembley huyền thoại trước Cộng hòa Séc. Trong khi đó, Tây Ban Nha lại nhẹ nhàng hơn dù bị Georgia dẫn trước bất ngờ. Nhưng Lazoza sau đó đã có màn hủy diệt tuyệt đối và kết thúc 90 phút bằng chiến thắng 4-1 cực kỳ ấn tượng. Màn trình diễn hoàn hảo của Lazoza kể từ đầu giải được củng cố thêm, đó là bảo chứng cho sức mạnh và tham vọng mà họ dung dưỡng. Rõ ràng Tây Ban Nha đến lúc này chẳng quan ngại trước bất kỳ đối thủ nào. Họ sẵn sàng hạ gục tất cả, dù đó có là chủ nhà Đức đi chăng nữa. Đức chạm trán với bò tót Tây Ban Nha ngay từ vòng đấu dành cho bát đại anh hào, có thể xem là nỗi tiếc nuối lớn với người hâm mộ, khi đây là hai ông lớn thể hiện được đẳng cấp và ít xuất hiện chạy sức nhất trên hành trình Euro 2024. Tây Ban Nha là đội tuyển duy nhất toàn thắng đến thời điểm này, trong khi đó những cố siêu tăng Đức sở hữu dàn hỏa lực khủng khiếp nhất giải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về lịch thi đấu, kết quả vòng chung kết Euro 2024. Xin chào các bạn. Thank you.